Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 23 tháng 2 năm 2024 so với trước Tết Nguyên Đán giá heo hiện nay thấp hơn. Tuy nhiên với mức giá hiện tại bà con chăn nuôi hoàn toàn có lãi. Các doanh nghiệp bán ra giá vẫn khá cao theo từng khu vực, điều này kéo theo giá heo trong dân cũng tăng theo. Đà giảm giá heo hơi miền Bắc đã chậm lại, ngay cả các doanh nghiệp cũng không điều chỉnh giảm thêm dù thị trường vẫn khá ảm đạm. Giá heo hơi miền Bắc Hiện giá heo hơi bán ra của các công ty chăn nuôi lớn từ 55.500 đến 57.500 đồng/kg. Công ty CP có mức giá cao nhất, từ 58.000 đến 61.000 đồng/kg. Tuy nhiên nếu trừ mức chiết khấu mà doanh nghiệp này áp dụng thì giá heo của CP cũng cao hơn không đáng kể. Nguồn heo nuôi trong dân đang được giao dịch quanh mức 55.000 đến 57.000 đồng/kg. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ: Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, giá heo hơi hiện còn 54.000 đến 57.000 đồng nguồn kg tại các tỉnh trung du miền núi phía bắc như thái nguyên, bắc giang, phú thọ, tuyên quang giá heo hơi phổ biến trong khoảng từ 54.000 đến 56.000 đồng chốt kg khu vực các tỉnh miền núi tây bắc giá heo tại hòa bình từ 54.000 đến 56.000 đồng nguồn kg sơn la lai châu điện biên từ 54.000 đến 57.000 đồng nguồn kg các tỉnh đông bắc như lạng sơn Lào Cai từ 54.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Quảng Ninh khoảng 55.000 đến 58.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên ổn định trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng chuột kg. Do giá heo miền Bắc giảm khiến chênh lệch với các tỉnh miền Trung, miền Nam không nhiều nên những ngày gần đây các đầu mối cũng không mặn mà thu mua heo đưa ra Bắc tiêu thụ. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà tĩnh từ 54.000 đến 56.000 đồng một kg, giảm 1.000 đồng chợt kg. Quảng trị, thừa Thiên Huế trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng một kg. Khu vực Nam Trung Bộ giá heo hơi từ 50.000 đến 55.000 đồng một kg. Quảng Nam, Đà Nẵng cao nhất từ 54.000 đến 56.000 đồng một kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 54.000 đến 55.000 đồng một kg. Bình Định ở mức 53.000 đến 55.000 đồng trên kg. Bình thuận từ 53.000 đến 56.000 đồng ruột kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên từ 53.000 đến 55.000 đồng một kg. Trong đó Đắk Lắk, gia lai, con tum, đắk nông từ 52.000 đến 54.000 đồng kg. Lâm Đồng khoảng 53.000 đến 55.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi miền Nam, giá heo tại các tỉnh phía Nam cũng không tăng thêm. Giao dịch phổ biến ở mức 55.000 đến 57.000 đồng ruột kg. Tại Đông Nam Bộ. Giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước từ 54.000 đến 57.000 đồng một kg, mức 57.000 đồng 1 kg không thực sự phổ biến. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi tại Long An và Tiền Giang khoảng 53.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu từ 53.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Cần Thơ, Đồng Tháp An Giang từ 54.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Giá thịt heo mảnh tại các chợ đầu mối của thành phố. Hồ Chí Minh giao dịch trong khoảng 72.000 đến 75.000 đồng 1 kg với heo mảnh loại 1 và 57.000 đến 63.000 đồng được kg với heo mảnh loại 2. Trước Tết nguyên đán, nhiều hộ chăn nuôi phải kêu trời khi thương lái thu mua với giá thấp, đặc biệt là dưới giá thành sản xuất. Nguyên nhân là do heo nhập lậu làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ heo trong nước. Đến nỗi các thương nhân trước đây mua heo ở Đồng Nai cung ứng cho các tỉnh miền Tây cho biết, hiện nay thị phần này đã rơi vào heo nhập lậu, không còn chỗ cho heo trong nước. Theo Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, heo nhập lậu tràn qua các cửa khẩu đã làm cho nguồn cung trong nước tăng lên. Đặc biệt là giá heo nhập lậu trên thị trường rẻ hơn, khiến cho giá heo trong nước bị ép xuống thấp, làm người chăn nuôi thua lỗ nặng. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với ngành chức năng, các địa phương tăng cường giám sát dịch tả heo châu Phi, nhất là tại các khu vực ổ dịch cũ nguy cơ cao để phát hiện sớm cảnh báo và xử lý kịp thời khi có ổ dịch phát sinh đồng thời tăng cường kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất nhập tỉnh kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn kiểm tra hoạt động giết mổ vận chuyển mua bán heo và sản phẩm từ heo không để tình trạng mua bán giết mổ heo bệnh mang ra bán tại các chợ làm lây lan dịch bệnh để chủ động phòng chống bệnh dịch tả heo châu phi và sử dụng vaccine an toàn hiệu quả bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cũng đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ngành chính quyền các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của đảng nhà nước quy định của luật thú y các văn bản hướng dẫn thi hành luật thú y và xem xét quyết định việc sử dụng vaccine với loại bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu phi hiện chưa có thuốc đặc trị thì vaccine là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay chủ trương đã có nhưng khâu thực hiện đang còn nhiều bất cập, vì vậy dịch bệnh liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Thị trường tiêu thụ trầm lắng sau Tết đã được dự báo trước, thực tế nông dân chỉ bán được heo hơi tại cửa chuồng với giá 52.000 đến 55.000 đồng đến kg. Trong khi đó, giá thành chăn nuôi được tính toán ở mức 49.000 đến 51.000 đồng một kg heo hơi, nên nông dân đạt lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, những ngày sau Tết giá heo hơi xuất chuồng tại nước ta bỗng nhiên bật tăng đây được nhận định là điều bất ngờ bởi nhu cầu tiêu dùng thịt heo sau Tết thường giảm so với những ngày Tết nguyên đán. Công ty chăn nuôi C, P Việt Nam thông báo giá heo hơi xuất bán tại cửa các trang trại ở mức 59.000 đến 60.000 đồng một kg. Một số công ty chăn nuôi dự đoán giá heo sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới, nhưng diễn biến hiện tại vẫn rất khó lường, do nhu cầu tiêu thụ cũng chưa khởi sắc nên khả năng tăng cao vẫn là ẩn số. Heo của nông dân chăn nuôi hiện được thương lái thu mua với giá thấp hơn các doanh nghiệp lớn, nhưng cũng đang trên đà tăng. Theo các hệ thống khảo sát giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá heo hơi xuất chuồng trên cả nước ngày 21 tháng 2 năm 2024 bình quân ở mức 55.700 đồng chuột kg. Nhu cầu tiêu thụ thịt heo sau Tết Nguyên đán được dự báo sẽ vẫn ở mức thấp từ nay đến hết tháng riêng. Tuy nhiên, giá heo hơi trong hai ngày gần đây lại bất ngờ tăng ở miền Nam. Một số đơn vị chăn nuôi dự đoán giá heo sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới, nhưng nhu cầu tiêu thụ chưa khởi sắc nên khả năng giá tăng cao là khó xảy ra. Tình trạng nhập lậu heo hơi phức tạp, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phản ánh về tình trạng nhập lậu heo qua biên giới tăng cao, khiến họ bị thua lỗ nặng vì không cạnh tranh được về giá. Heo nhập lậu từ các đường tiểu ngạch làm cho nguồn cung trong nước tăng lên và có giá rẻ hơn giá heo hơi trong nước, làm người chăn nuôi thua lỗ nặng. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tình trạng heo nhập lậu không chỉ gây thiệt hại đến người chăn nuôi trong nước mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng vì đây là nguồn heo không được kiểm soát dịch bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nhận định khó khăn của ngành chăn nuôi heo còn kéo dài trong năm 2024 khi nguồn cung vẫn dồi dào mà sức mua chưa hồi phục. Trong khi đó, heo nhập lậu về nhiều và giá khá rẻ, gây thêm sức ép cho sản phẩm heo trong nước. Về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn Chí Công cho rằng ngành chăn nuôi heo trong nước phải tìm cách hạ giá thành để tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm ở các kênh nhập khẩu. Thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi để các loại mầm bệnh phát triển và gây bệnh. Đến nay, dịch tả heo châu Phi đã có vaccine phòng bệnh nhưng chưa được tiêm phòng rộng rãi trên đàn heo của tỉnh nên nguy cơ dịch bệnh sẽ tiếp tục phát sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn, kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, mua bán heo và sản phẩm từ heo, không để tình trạng mua bán, giết mổ heo bệnh mang ra bán tại các chợ làm lây lan dịch bệnh. Để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, công tác phòng Chống dịch bệnh có vai trò hết sức quan trọng. Ngành chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để phát hiện sớm, xác minh, báo cáo kịp thời các ổ dịch bệnh. Đồng thời có sự hỗ trợ người chăn nuôi khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm lây lan rộng. Thời tiết sau Tết Nguyên đán, độ ẩm trong không khí cao làm ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi, nguy cơ phát sinh lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm rất cao. Để ngăn chặn dịch bệnh, chính quyền địa phương các cấp và ngành chuyên môn đã hướng dẫn người dân chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, thường xuyên phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường nuôi, đảm bảo điều kiện chuồng trại. Đồng thời, theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch bệnh mới nếu có nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán động vật trên địa bàn, kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm. Năm qua, một số loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi có chiều hướng lây nhiễm trở lại, gia tăng mạnh trong những tháng cuối năm 2023. Nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi đã bùng phát ở 45 tỉnh, thành phố, trong đó có 4 tỉnh tiếp giáp với Thanh Hóa là Ninh Bình, Nghệ An, Sơn La, Hòa Bình. Trước thực tế đó, tại Thanh Hóa, Tri Cục chăn Nuôi và Thú Y đã nhanh chóng chủ động lên kế hoạch đề ra các giải pháp chỉ đạo các địa phương, nhất là các huyện trọng điểm chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngay từ đầu năm, tri cục đã nhanh chóng phân công lực lượng giám sát dịch bệnh đến tận thôn bản, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm nếu có dịch bệnh xảy ra, kiên quyết không để lây lan ra diện rộng. Bên cạnh đó, công tác kiểm dịch động vật, quản lý vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật luôn được tri cục đẩy mạnh thực hiện thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống bệnh, tăng cường tổ chức lấy mẫu giám sát để kịp thời phát hiện cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Công tác tiêm phòng vaccine gia súc gia cầm tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đạt 100% kế hoạch, thuộc top đầu của cả nước. Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, khiến cho người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn khi giá xuất chuồng các loại vật nuôi giảm sâu. Nhiều hộ chăn nuôi mong các cơ quan chức năng có giải pháp kéo giảm và tiến tới bình ổn giá thức ăn chăn nuôi. Ông Quốc, chủ trại heo tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, để nuôi một con heo từ lúc mới đẻ đến lúc xuất chuồng sẽ tiêu tốn khoảng 9 bao thức ăn hỗn hợp. Nếu như trước đây, chi phí này chỉ khoảng 2,9 đến 3,2 triệu đồng, tính tổng các khoản thì giá thành mỗi con heo đến lúc xuất chuồng khoảng 3,8 triệu đồng. Nhưng với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay, giá thành mỗi con heo khi xuất chuồng hơn 5,5 triệu đồng con, đó là chưa kể tiền công và chi phí điện nước. Theo một số đại lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong gần 2 năm trở lại đây, thức ăn chăn nuôi đã tăng giá liên tiếp khoảng 13 lần. Mỗi đợt tăng từ 200 đến 350 đồng chuột kg. Với giá thức ăn chăn nuôi như hiện nay, người nuôi nhỏ lẻ, thậm chí là các trang trại rất khó có lợi nhuận. Đặc biệt, có thời điểm giá heo hơi xuống khoảng 48.000 đồng 1 kg khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tạm ngừng tái đàn, thậm chí bỏ chống chuồng. Nhập khẩu thịt và phụ phẩm tăng mạnh, xuất khẩu không đáng kể số lượng heo nhập lậu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chất nuôi trong nước bán ra mỗi ngày. Với giá bán chỉ dao động trên dưới 50.000 đồng một kg heo hơi, lợi nhuận heo nhập lậu đang khiến chăn nuôi trong nước gặp vô vàn khó khăn, người chăn nuôi phải bán dưới giá thành sản xuất. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cách đây 2 tháng, nhiều người đã đẩy mạnh tái đàn với mong muốn sẽ thu được một khoản lời nhỏ vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng với tình hình giá cả như hiện nay, Cộng thêm sự đe dọa của dịch tả heo châu Phi thì kỳ vọng giá heo hơi đạt mốc trung bình 60.000 đồng kg trong những ngày tới rất khó. Thêm vào đó, nhập khẩu từ thịt đông lạnh tới heo sống nhập lậu tràn vào khiến ngành chăn nuôi heo trong nước thêm khó khăn. Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng tại nhiều nơi trên cả nước. Sau khi lực lượng chức năng tại nhiều địa phương siết chặt heo nhập lậu, giá heo hơi vì vậy được dự báo sẽ giữ đà tăng. Theo thông tin từ Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, hiện tình trạng heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn heo trong nước. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 23 tháng 2 năm 2024 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.